Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, để tưởng nhớ và ghi ơn những người đã từng hy sinh xương máu, một phần thân thể của họ cho sự yên vui, hạnh phúc và tự do của người dân miền Nam Việt Nam. Hôm nay, vào lúc 2 giờ 30 trưa ngày 4 tháng 11 năm 2012, ngày hạnh ngộ thủy thủ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Philadelphia đã được tổ chức tại nhà hàng Sài Gòn Maxim, nhằm gây quỹ giúp các thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại quê nhà. Phụ giúp phần văn nghệ là các ca sĩ của trung tâm Asia đến từ miền Nam California. Kính mời quý khán thính giả theo dõi một số những hình ảnh về ngày hạnh ngộ này. Chúng tôi chân thành cảm tạ các hội đoàn, các chiến hữu, các mạnh thường quân, các thân hữu và quý vị quan khách hiện diện đã ủng hộ giúp đỡ cho gia đình chị Đủ chúng tôi được thuận lợi. Và đây là tài khoản của tất cả quý vị đóng góp. 6.557 đồng, xin một tràng vỗ tay cho tất cả sự ủng hộ của quý vị. Mời ông Nguyễn Đình Toàn lên nhận tài khoản này. Thay mặt cho FPCA, chúng tôi cảm ơn ban tổ chức đã tín nhiệm tôi và chúng tôi sẽ chuyển số tiền này cho bà nhân. Những gì quý vị đóng góp vào quyền ngày hôm nay là quý vị muốn nói lên cái tấm lòng của chúng ta với những người đã hy sinh xương máu và một phần thân thể của họ cho tự do no ấm của miền Nam Việt Nam chúng ta. Những chữ ký mà chúng tôi mời gọi quý vị ký trong thỉnh nguyện thư là nói lên tấm lòng của chúng ta đối với đồng bào chúng ta ở trong nước nào. Với đồng bào hãy kiên trì, hãy ngoan cường bên cạnh đồng bào. Nguyễn Đình Toàn tường trình từ Philadelphia.